Mở cửa phía dưới ra cho em này. Tháo. Mở ốp này ra nhé. Ở chỗ này có một cái lốp này. Nhưng mà thường anh sẽ tháo ấy. Thì phải nhấc lên đây. Có chỗ này bên này có một cá này. Mở ra xong nhấc. Kéo ra. Bên tay phải này. Bên tay phải trong hộp kính này sẽ có một cái kính nhỏ. Cái kính nhỏ này. Đấy, rút cái kính này ra.